Đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta tiến chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng ngày Chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kilô chu kỳ. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 và là buổi phát thanh lần thứ 2539 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Ủy ban Tôn giáo Hoa Kỳ muốn liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC. Indonesia lại bắt giữ thêm hai tàu cá Việt Nam. Người Việt hải ngoại gửi về nước hơn 13 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Hơn 45% đàn ông Việt Nam đang nghiện thuốc lá. Việt Nam sẽ xây thêm hai nhà máy nhiệt điện ở miền Nam. Khối ASEAN sẽ lên án Trung Cộng về các căn cứ ở Biển Đông. Trung Quốc phản đối các chỉ trích của khối G7 về Biển Đông. Không quân Trung Cộng lại thị uy ở eo biển Đài Loan. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bác Cưa gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, Nguyên Khải sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của Luân Lê nói về tình trạng tha hóa trong tầng lớp cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam. Dưới chương trình, chuyên mục Bàn An tán dọc tuần này tản mạng xung quanh nỗi buồn tháng 4 với nguy cơ mất nước. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ hai của ông Brian To, công ty xây cất Toway tại Sydney, Úc Châu. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Hữu Vinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây. Vào hôm qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ đã đề nghị Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì Hà Nội đã đàn áp nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo trong năm 2017. Được gọi tắt là CPC, các nước bị liệt tên trong danh sách đen này sẽ bị cắt giảm các khoản viện trợ, và một số quan chức dính líu đến các vụ đàn áp tôn giáo sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vào năm 2004, Việt Nam đã bị chính phủ George Bush liệt tên vào danh sách CPC, nhưng đến năm 2006 thì được xóa tên trong thời gian đàm phán để gia nhập tổ chức WTO. Trong phúc trình mới nhất, ủy ban này trưng ra các bằng chứng về việc đàn áp tôn giáo của Hà Nội, điển hình là giới công an đã giả dạng côn đồ để hành hung những giáo hội không thuộc hệ thống tôn giáo quốc doanh và cưỡng chiếm các trụ sở tôn giáo như tu viện Thiên An ở Huế và chùa Liên Trì tại Sài Gòn. Ngoài ra, phúc trình cũng nêu đích danh nhóm côn đồ có tên là Hội Cờ Đỏ và năm ngoái đã tấn công hành hung các tín đồ công giáo ở các tỉnh Đồng Nai và Nghệ An. Giới hữu trách Nam Dương đã bắt thêm hai tàu cá Việt Nam với cáo buộc xâm nhập và đánh cá bất hợp pháp trong hải phận Nam Dương. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra vào hôm thứ Tư 25 tháng 4 tại một vị trí gần đảo Natuna với 21 ngư dân Việt bị áp tải về nơi giam giữ trên đảo này. Theo lời kể của Tuần Duyên Nam Dương thì khi bị phát giác, hai tàu cá Việt Nam đã tăng tốc bỏ chạy trước khi bị bắt. Cần nhắc lại là trong mấy năm qua, đã có hàng trăm tàu cá Việt Nam bị bắt giữ ở Nam Dương, thậm chí là còn bị Tuần Duyên nổ súng bắn trọng thương trong các cuộc truy đuổi. Vào hôm thứ Tư, một số ngư dân Việt Nam đã lên tiếng cầu cứu dư luận thế giới vì bị Nam Dương bỏ tù gần một năm qua. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới trong năm 2017, thì khối người Việt hải ngoại đã gửi về Việt Nam hơn 13 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Theo phúc trình của Ngân hàng Thế giới, thì trong vòng 25 năm qua, lượng ngoại tệ mà người Việt hải ngoại gửi về trong nước đã gia tăng gấp 100 lần, từ 140 triệu Mỹ Kim trong năm 1993 lên đến hơn 13 tỷ rưỡi vào năm nay. Phúc trình cho biết thêm là hơn một nửa lượng ngoại tệ này đến từ người Việt ở Mỹ, kế đó là Úc, Canada, Đức và Pháp. Theo nghiên cứu của tổ chức Health Rich Foundation Việt Nam, thì hơn 45% đàn ông Việt đang nghiện thuốc lá, với giới người nghèo là những người hút thuốc nhiều nhất.
Các dữ liệu nói trên được công bố trong buổi hội thảo về tác hại thuốc lá diễn ra tại Sài Gòn vào tuần trước. Bà Phạm Thị Hoàng Anh, giám đốc tổ chức nói trên, còn báo động là thành phần hút thuốc lá ở Việt Nam ở độ tuổi rất trẻ. Chính vì thế, các quan chức Việt Nam trong hội thảo kêu gọi gia tăng thêm mức thuế thuốc lá, kèm theo lời biện hộ là mức thuế 35% hiện nay của Việt Nam là quá thấp so với các nước trong khu vực. Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xây dựng hai nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Đồng Nai với tổng công suất 1.500 MW và tổng chi phí xây dựng lên đến 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Hai nhà máy nhiệt điện này được đặt tên là Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4, dự trù sẽ được khánh thành vào năm 2020 và năm 2021. Cần biết, Việt Nam hiện nay có 26 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá với tổng công suất 14.000 MW và dự trù đến năm 2020 sẽ có thêm 15 nhà máy tương tự. Giới truyền thông Nhật tiết lộ là khối ASEAN sẽ đưa ra một bản tuyên bố chung, nội dung lên án Trung Cộng đã thiết lập căn cứ quân sự trên các hải đảo ở Biển Đông. Theo các nguồn tin này, bản tuyên bố chung của ASEAN sẽ được công bố sau khi chấm dứt hai ngày hội họp của khối này tại Singapore. Nếu nguồn tin này chính xác, thì đây là lần đầu tiên khối ASEAN bày tỏ sự bất mãn của mình trước việc bành trướng quân sự của Trung Cộng ở Biển Đông. Cần nói thêm, Singapore hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Vào năm ngoái, khối này không thể đưa ra một bản tuyên bố chỉ trích Trung Cộng, vì khi ấy chủ tịch luân phiên là Philippines đang ngả về phía Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua mạnh mẽ phản đối bản tuyên bố chung của khối G7, nội dung lên án nhà cầm quyền Trung Cộng là thủ phạm gây ra các căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. Cần biết, vào hôm thứ Hai 23 tháng 4, khối G7 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Canada đã đưa ra một bản tuyên bố chung nhằm phản đối Trung Quốc có những hành vi gây bất ổn trong khu vực Biển Đông, điển hình như việc xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. Bản tuyên bố chung đề nghị là Biển Đông phải là vùng biển phi quân sự. Trong lời phản đối vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng lên án khối G7 là vô trách nhiệm, không tôn trọng sự thật và có ác ý với Trung Cộng. Vào hôm qua, hàng chục chiến đấu cơ và oanh tạc cơ hạng nặng của Trung Cộng đã mở cuộc tập trận sát không phận Đài Loan nhằm dằn mặt phong trào đòi độc lập của đảo quốc này. Giới chức không quân Trung Cộng tuyên bố cuộc thao diễn khả năng tác chiến vào hôm qua chỉ là một trong các cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Thế nhưng, trong vòng mấy tuần qua, Trung Cộng đã liên tiếp tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, kể cả việc đưa mẫu hạm Liêu Ninh đến tham dự cuộc tập trận với sự hiện diện của lãnh tụ Tập Cận Bình. Để trả đũa và thách thức sự đe dọa của Trung Cộng, quân đội Đài Loan sẽ mở cuộc tập trận bắn đạn thật từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 6 tới đây, với mục tiêu được nêu rõ là sẽ quyết tâm đánh bại bất cứ cuộc tấn công nào từ Hoa Lục. Lợi dụng sự dung túng của kẻ cầm quyền ở thượng tầng để mua lòng trung thành thì cấp dưới sẽ sẵn sàng tha hóa tột độ để cuộc đánh đổi được xứng đáng. Liên tục chương trình qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Luân Lê với tựa đề Tha hóa tuyệt đối, qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay. Bất cứ ai khi nghe được những câu phát ngôn vừa cương quyết nhưng vừa nhân bản với tội phạm như dưới đây từ một vị anh hùng lực lượng vũ trang, chúng ta chắc chắn cũng sẽ thấy đồng cảm và chia sẻ, cũng như đặt rất nhiều niềm tin vào vị tướng công an ở cấp cao nhất trong lực lượng chống tội phạm này. Tôi hứa với tất cả các bạn sẽ làm tất cả để trấn áp tội phạm. Phan Văn Vĩnh. Nhưng có ai ngờ rằng ông ấy lấy lòng dân để lừa mị dân, để che đậy hành vi tội phạm của mình. Ông ta đã trở thành tội phạm nhờ vào chức vụ và quyền bính có được trong tay, với những thủ đoạn vừa có tính nghiệp vụ do được đào tạo bài bản, vừa tâm lý của kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nó sẽ trở thành một tay tội phạm khét tiếng và tinh vi đến mức khó lòng có thể phát giác được.
nhưng tội phạm thì không bao giờ hoàn hảo vì nó luôn để lại dấu vết nào đó để tố cáo chính kẻ thực hiện. Và khi chúng dung túng hay chứa chấp tội phạm, trong khi ăn lương của dân, mặc áo của dân, nhận quyền lực từ dân, lại phản bội dân để trở thành tội phạm, những vị tướng, tá đó có khi nào nhìn thấy giá treo cổ đã chờ sẵn vào một ngày nào đó hay không? Và những thân nhân của những kẻ này đã sống như thế nào, sẽ ra sao khi tất cả phơi bày và ngã ngủ trước bàn tay pháp luật? Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chính thể này đã sản sinh ra rất nhiều những tên tội phạm với những chức vụ cao nhất trong hệ thống cầm quyền. Chúng kết thành một bè phái và tạo ra rất nhiều những nhóm khác nhau, và thực sự đã đông đảo đến mức lấn át những cơ quan công quyền khác. Vậy thì người dân lấy cơ hội nào để sống an ổn và có thể dựa vào đâu để phản kháng, để bảo vệ quyền tự do và tài sản của chính mình? Cấp dưới ở địa phương thì cát cứ phớt lờ những chỉ lệnh từ cấp trên, tự tung tự tác với sự bạo ngược và đủ trò lưu manh. Chúng tìm cách ăn chặn, ăn bớt tiền của dân hoặc mưu đồ nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách bằng những trò ma cô, xảo trá, đê tiện. Chúng còn kết bè với nhau để hãm hại và trù dập những ai dám lên tiếng chống lại những tha hóa của bọn chúng. Và chúng tiếp tục hoành hành nhờ vào quyền lực và lực lượng thân hữu đông đảo vây quanh. Đến nỗi cấp xã còn ăn chặn những đồng tiền xương máu của người dân, của trẻ em, của những người cùng khổ. Cấp dưới tha hồ bổ nhiệm người thân, những kẻ không có học vấn hay trình độ vẫn cứ ngày một leo cao. Những cấp cao hơn thì tìm đủ mọi cách để bày vẽ dự án để đục khoét cho thỏa lòng tham vô độ, mà mặc kệ sự kiệt quệ của đất nước, sự suy thoái của xã hội, tổ quốc chỉ là mái nhà để chúng ký sinh bằng quyền bính và sự bạo lực của họ. Giáo dục thì ngày càng thảm hại khi thầy không ra thầy, trò hỏng đằng trò, phụ huynh cũng không có hiểu biết chuẩn mực, thành ra hệ thống giáo dục như một mớ bòng bong không thể nào kiểm soát được. Còn làm giáo viên bắt trẻ uống nước rửa dẻ lau bảng đã là hành vi dã man và tàn ác với học sinh và cũng là với trẻ em. Nhưng kẻ làm cha mẹ lại còn tiếp tục thực hiện việc bảo vệ con bằng cách tấn công vào cả gia đình nạn nhân khi họ cho cháu bé đến bệnh viện để thăm tình trạng sức khỏe của mình. Mà chính kẻ này lại đang giữ vai trò phó phòng quản lý giáo dục, thì đó là sự bại hoại có tính cách bản chất và hệ thống, đã không còn cứu vãn được nữa. Ở một ngôi trường khác, sự thất bại của giáo dục còn được bộc lộ lớn hơn khi mà một học sinh phải đơn độc cất tiếng nói trong nước mắt để cầu cứu ai đó có trách nhiệm cho việc buộc cô giáo phải mở miệng để dạy học trò khi lên lớp. Bây giờ học sinh đó lại phải gấp rút chuyển trường đi một nơi khác. Vậy thử hỏi rằng ngôi trường đó và với những con người với vai trò giáo dục có đủ tư cách và giá trị để dạy bất cứ ai đi học nữa không? Ngôi trường đó có gì để học nữa? Những con người đó có gì để dạy nữa? Hệ thống giáo dục đó có gì là tử tế nữa? Ai cũng tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp, nhưng để biến nó trở thành hiện thực trong cuộc sống thì thường người ta lại rủ nhau im lặng như là một sự vô can cần thiết trước cái ác hoành hành ngay trước mắt của họ mỗi ngày. Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối, sự im lặng tuyệt đối mới là thứ để hủy diệt nhanh nhất những điều tốt đẹp còn lại, không một lời trăn trối. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng Tổ quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m, tức 11.850 km chu kỳ, vào lúc 8:30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật từ 5:30 đến 6 giờ chiều. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc số 605-781-9802. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bá Cơ chào anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt. Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta lại đến 30 tháng 4 rồi. Không rõ anh chị thế nào chứ riêng đối với Bá Cơ đến cứ đến với ngày này đó
thì bỗng thấy lòng mình rất là buồn, thương cho đất nước phải hứng chịu bao nhiêu là lầm than đau thương từ cái ngày 30 tháng 4 đen ấy đó. Tuy đất nước nói rằng là đã thống nhất, nhưng lòng người thì đầy thù hận, chia rẽ. Kẻ chính nghĩa thua cuộc thì bị trả thù đầy đọa. Những người đã chết cũng bị đào mồ quật mả, rồi lại thảm trạng thuyền nhân người vượt biên vượt biển, khiến gần nửa triệu người vong mạng ở trên biển cả hay là trong rừng sâu. Anh Hải Sơn có suy tư gì không anh? Chẳng riêng gì anh đâu anh Bác ơi. Hải Sơn và nhiều bạn hữu cũng cảm thấy như vậy. Biến cố 30 tháng 4 năm 75 là một sự kiện quá bi thương, quá buồn thảm đúng như anh nói. Đã làm thay đổi cuộc sống của toàn dân tộc. Tuy là đã 43 năm trôi qua, nhưng cứ đến tháng 4 hàng năm, nỗi buồn tuổi tiếc thương lại trở về trong ký ức. Chúng mình không thể nào quên được thưa anh. À, cái chuyện này thì thấy cũng dễ hiểu, là vì anh Hải Sơn và anh Bác Cơ đó là những người phải chứng kiến, các anh phải chứng kiến những đổi thay của thời cuộc mà chính mình không muốn, nên buồn là chuyện rất là tự nhiên. Còn như Minh Nguyệt ở đây đó thì được chia sẻ nỗi buồn đến từ bậc cha chú, các anh chị lớn và nhất là của cộng đồng qua những sinh hoạt hàng ngày trên các hệ thống thông tin, sách báo, internet. Nói thật đó thì lúc đầu em rất là cũng khá vô tư về cái vấn đề này, nhưng mà sau đó thì là vì sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Việt Nam trước khi mà mình sanh ra, thành ra em đi tìm hiểu. Và khi em tìm hiểu đó thì em mới biết đúng là một tai họa đã chụp xuống cho dân mình. Và khi đã hiểu rõ sự việc thì em lại có rất là nhiều thắc mắc. Mà cái thắc mắc đầu tiên em nghĩ đến đó là tại sao một chế độ cộng sản rất là độc tài, mất lòng dân lại có thể tồn tại lâu dài như vậy được. À, để xem, em mời anh Bác Cơ nè. Mời anh Bác Cơ có thể giúp em hiểu rõ hơn vấn đề này không? Vâng, theo Bác Cơ suy nghĩ đó thì trước hết đây là một cái vấn đề của lịch sử đó Minh Nguyệt. Mà lịch sử của một dân tộc hay là một quốc gia, một chế độ, nó có thể thay đổi trong vòng 5-10 năm, hoặc là vài chục năm, hoặc là thậm chí có khi kéo dài cả đến vài trăm năm, như các cái thời đại trong lịch sử nước nhà đó. Sở dĩ chúng ta thấy quá lâu là vì đó, mình thấy thời gian của một đời người để mà đo chiều dài của lịch sử, nên thấy lâu vậy là cũng sự tự nhiên thôi Minh Nguyệt. Ủa, chứ không phải như những gì Cộng sản đã nói là vì họ tài giỏi nên đã cai trị được lâu như vậy hay sao? Không phải à? Cái vấn đề quỷ quyệt xảo trá và tàn ác thì chính xác hơn đó Minh Nguyệt. Cộng sản chúng đứng vững được nhờ hai yếu tố. Một là dối trá, hai là tàn ác. Họ đã lừa dối người dân miền Bắc khi mở cuộc xâm lấn miền Nam. Nay những người bị lừa đã sáng mắt. Biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Cộng sản dùng bạo lực đi trấn áp, tiêu diệt những ai dám nói ra sự thật, để lộ ra những bất đồng và chống lại họ. Với hơn 90 triệu dân, chẳng lẽ tất cả đều chịu khuất phục hay sao? Em nghĩ là chắc phải có một thành phần đông đảo theo Cộng sản chứ. Dĩ nhiên cái thành phần mà hơn 4 triệu đảng viên này, nếu tính cả gia đình họ hàng nội ngoại, con cái của mấy thế hệ nối tiếp nhau đó, thì con số này cũng không dưới vài chục triệu đâu. Chẳng những thế, Cộng sản lại nắm tất cả quân đội, này, công an, cùng toàn bộ tài nguyên nhân lực trong tay của đất nước. Nên người dân phải sống dưới họng súng và nhà tù, nên phải chịu khuất phục và rất nhục mà thôi đó Minh Nguyệt. Ngoài những thành phần mà anh Bác Cơ vừa kể đó, còn một cái thành phần khác rất quan trọng. Đó là những nhóm lợi ích được Đảng Cộng sản giao cho việc kinh doanh làm lợi cho Đảng và cho cá nhân. Thành phần này được nâng đỡ nên luôn luôn tuân phục và trung thành với Đảng, thưa anh chị. À, như vậy là Cộng sản họ có kế hoạch chia rẽ cộng đồng dân tộc ra từng thành phần chống đối lẫn nhau để họ dễ dàng cai trị là như vậy, phải không? Minh Nguyệt nói đúng đó. Về cái kế hoạch phân hóa sức mạnh của người dân đó, thì họ đã có sách lược hẳn hoi nữa. Họ là gọi là đấu tranh giai cấp. Sách lược này được thi hành triệt để trong cái thời kỳ cải cách ruộng đất đó, khiến đến nửa triệu người bị giết ở miền Bắc đó. Hai thành phần được đảng ưu ái nhất là nông dân và công nhân. Nhưng nay đó thì hai thành phần ấy đã bị phản bội cả rồi, mà một số họ đã nhận ra rồi đó Minh Nguyệt. Để Hải Sơn nói thêm cho Minh Nguyệt hiểu đó, họ, Cộng sản đó, đã kích động được những người dân nghèo, lại ít học, gọi là bần cô nông, đứng lên đấu tranh, chống lại những người giàu có gọi là địa chủ, cường hào, ác bá v.v. Những người nghèo này được đảng hứa hẹn trả ơn bằng nhà cửa ruộng vườn cướp được của người giàu,
nên đã hăng hái đấu tranh với những kẻ cuồng tín của Minh Nguyệt. À, nhưng anh Hải Sơn này, em thấy là hình như hình thức đấu tranh giai cấp ngày nay không còn diễn ra như trước nữa. Vậy thì tại sao xã hội lại phân hóa nghi kỵ ghê gớm như hôm nay? Để Hải Sơn nói thêm, tuy hình thức đấu tranh không còn giống như thời cải cách ruộng đất nữa, nhưng nó đã ăn sâu vào lòng người sự ghen ghét, hận thù, rồi biến thái thành những hình thức chia rẽ nghi kỵ khác, khiến chẳng còn ai tin ai. Đến nỗi con chống cha, vợ chống chồng, hàng xóm nghi kỳ nhau như chúng ta đã và đang thấy như hiện nay đó mọi người. Như vậy còn những cuộc đấu tranh của những người mất đất mất nhà, gọi là phong trào dân oan hiện nay là do đâu mà có? Rồi cả những nhóm người dân gọi là người dân tự phát kìa, họ là những ai mà họ lại chống lại dân oan? Rồi hội cờ đỏ nữa, họ là những ai? Anh Bắc Cơ? Như vậy đó hả Minh Nguyệt, họ là nạn nhân trực tiếp của Đảng Cộng sản chứ ai nữa. Một phần á, là những cái người trước đây đã phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, bị ngược đãi, bị cướp hết tài sản, trở thành vô gia cư. Còn đảng viên Cộng sản á, sau này đã trở thành cái lớp cường hào ác bá mới. Họ vừa giàu về tiền của, lại nắm quyền lực và có vũ khí trong tay. Nên đám này còn nguy hiểm gấp vạn vạn lần lớp trí phú địa hào khi xưa nữa đó. Vì vậy, cái thành phần bần cố nông ngày nay không thể làm gì được hết. Còn cái đám dân tự phá thay hội cờ đỏ đó thì toàn là đảng viên của Cộng sản thôi. Và họ còn thuê mướn cả cái bọn côn đồ hoặc là bọn tù nhân hình sự đã mãn tù nữa đó, làm việc cho họ nữa đấy. Trời đất ơi, hèn gì cũng không có ngạc nhiên là tại sao xã hội Việt Nam hôm nay lại đảo lộn hết cả rồi. Người dân thì bị kèm kẹp, bị đàn áp khủng bố, phải sống dưới họng súng. Như vậy tương lai đất nước mình rồi sẽ đi về đâu hả hai anh? Liệu có mất vô tay của Trung Cộng hay không? Thấy ghê quá, thấy lo quá đi. Câu hỏi của Minh Nguyệt nghe quen quen, nghe giống như câu hỏi trong bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Lam hồi năm ngoái. Chắc Mắc Cơ có nghe qua chứ? Vâng, đúng rồi. Câu đó thì rất là nhiều người nghe và nổi tiếng đó anh. Nhưng mà tất cả chúng ta đều lo nên chúng ta đã và đang đấu tranh. Nhưng quan trọng là cái người dân đang sống ở dưới chế độ Cộng sản hiện nay ở trong nước này. Nếu không có quyết tâm, không chấp nhận hy sinh đó, thì nguy cơ mất nước sẽ không thể nào mà tránh được đâu. Nhưng mà như các anh vừa mới nói ở trên, chế độ nào, chính thể nào đều cũng phải chấm dứt, phải thay đổi, sớm hay muộn thôi, đúng vậy không? Nhưng khốn nổi, bối cảnh đất nước mình lại nằm cạnh một tên hàng xóm khổng lồ, rất khốn nạn, rất tham lam. Chúng có kế hoạch thôn tính nước mình xuyên suốt từ mấy nghìn năm rồi, nay lại nắm được thành phần cầm quyền ở trong nước, nên tình thế hết sức nguy hiểm là như vậy, thưa anh chị. Vâng, vì vậy mà muốn giữ được nước thì phải loại bỏ bọn Cộng sản Việt Nam trước hết cái đã. Mà đã hết giờ mất rồi, các anh chị. Thôi thì Bá Cơ xin mến chào anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt và quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Dạ, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả. Kính chào anh Hải Sơn và anh Bá Cơ. Vâng, Hải Sơn mến chào hai anh chị. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ gian gian, ta thể chết cho quê hương. Tuy nhân loại đang bước vào thời kỳ dân chủ chân chính của thế kỷ 21, nhưng một vài quốc gia bất hạnh vẫn rên xước dưới chế độ độc tài. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Những tên hề của thế kỷ sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Quyết bảo vệ gian gian, từng tất cả. Từng cây to, từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương. Thưa quý thính giả, trong thế kỷ 21, có hai nhân vật lịch sử nổi bật, Dương Oai Diệu Võ, phát huy bản ngã thấp hèn của mình trên thân xác sự khổ đau và uất hận của dân tộc họ. Đó là Vladimir Putin của Liên bang Nga và Tập Cận Bình của Trung Quốc. Nga Xô cũng như Trung Quốc là hai siêu cường nguyên tử có nhiều phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thật vậy, trong khi nhân loại đang xiển dương những bảng giá trị nền tảng như tự do, dân chủ và nhân quyền, thì tại Nga Xô, Vladimir Putin ngày 18 tháng 3 vừa qua đắc cử Tổng thống Liên bang Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Trong một cuộc bầu cử hầu như không có đối thủ, Putin đã làm Tổng thống nhiều nhiệm kỳ, từ năm 2000 đến năm 2004, từ năm 2004 đến năm 2008. Tuy Hiến pháp Nga chỉ cho phép một cá nhân làm Tổng thống hai nhiệm kỳ liên tục, nhưng Putin đã cho đệ tử bù nhìn của mình
là Medvedev làm tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012. Trong thời gian đó, Putin làm thủ tướng nhưng nắm giữ thực quyền. Sau đó một nhiệm kỳ thì Putin trở lại làm tổng thống vào năm 2012 đến năm 2018, thì tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Mỗi nhiệm kỳ bây giờ là 6 năm thay vì 4 năm. Các quan sát viên chính trị thế giới tiên đoán rằng với tình hình hiện tại, Putin có xác suất làm tổng thống trọn đời. Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình còn trơ trẽn hơn nữa. Vào thập niên 90, trước bước tiến vũ bão của trào lưu dân chủ trên thế giới và tại Trung Hoa, Đặng Tiểu Bình đã có công cứu vãn sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua chủ trương phi ý thức hệ hóa, hiện đại hóa, tiếp tục độc tài đảng trị, nhưng cá nhân lãnh đạo phải luân phiên cai trị, hầu phân chia quyền lợi đồng đều cho các phe nhóm trong nội bộ đảng. Chủ trương của Đặng Tiểu Bình đã được các thế hệ của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào nghiêm cẩn tuân hành. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã thay đổi truyền thống đó sau quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp theo đó, phiên họp chính thức của Quốc hội Trung Hoa ngày 11 tháng 3 vừa qua, hiến pháp được tu chính và không còn giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước nữa. Trong số 2.964 dân biểu, chỉ có 2 phiếu chống và 3 phiếu khiếm diện. Điều này chứng tỏ sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Quốc hội là tuyệt đối. Từ đây, Tập Cận Bình có thể làm chủ tịch nước trọn đời. Tập Cận Bình gom thâu các chức vụ chủ tịch nước, tổng bí thư đảng và chủ tịch quân ủy trung ương. Tính ra, họ Tập còn nhiều quyền hơn cả Đặng Tiểu Bình hay Mao Trạch Đông nữa. Vì sao chúng ta gọi hai nhân vật Putin và họ Tập là những tên hề của thế kỷ 21? Lý do vì đây là thế kỷ của tin học, của sự hiểu biết đại chúng và của dân chủ nhân quyền. Những nhà lãnh đạo chính trị chân chính luôn ý thức rằng quyền lực là một thứ ma túy cực mạnh và chỉ những cá nhân vượt trên bản ngã thấp hèn của mình, phụng sự vô vị lợi cho dân tộc họ mới xứng đáng lãnh đạo mà thôi. Trong thời đương đại chúng ta có những khuôn mặt lớn như Mahatma Gandhi của Ấn Độ, Nelson Mandela của Nam Phi. Trong quá khứ của Nga Xô, những giai đoạn hưng thịnh của quốc gia chỉ xảy ra khi các Nga Sa Hoàng hướng về Tây Âu để cải tổ chế độ sau đệ nhất thế chiến. Năm 1917, dân tộc Nga đã mất đi cơ hội canh tân cải tổ dân chủ toàn diện khi nhóm Cộng sản Bolshevik của Lenin cướp chính quyền và chế độ Cộng hòa của Kerensky bị lật đổ. Nếu chế độ Kerensky sống còn và tiếp tục canh tân nước Nga theo truyền thống Tây Âu, thì ngày hôm nay, Nga Xô như một dân tộc sẽ không thua Hoa Kỳ là bao nhiêu. Trung Quốc cũng mất nhiều cơ hội như thế. Nếu cuộc cách mạng Tân Hợi ngày 10 tháng 10 năm 1911 không bị cuộc xâm lấn của Nhật Bản xáo trộn, và sau đó tạo cơ hội lớn mạnh cho Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm toàn lục địa Trung Hoa, thì Trung Quốc ngày hôm nay đã phát triển ít nhất ngang bằng Đài Loan và nghiễm nhiên trội hơn Hoa Kỳ về sức mạnh kinh tế với dân số 1.300 triệu dân. Tập Cận Bình cũng đánh mất cơ hội dân chủ hóa Trung Quốc, một dân tộc Trung Hoa dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, góp phần cho di sản nhân loại của nền văn hóa truyền thống của mình, sẽ đem lại vị trí khả kính cho dân tộc, không phải một dân tộc Trung Hoa bá quyền và đối đầu với thế giới văn minh. Dưới chính sách của Putin, một nước Nga dân số 145 triệu, đất đai mênh mông, tài nguyên vô tận, mà GDP chỉ có 1.522 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, một nước Anh chỉ có 64 triệu dân, đất đai chật hẹp, mà GDP đã là 2.624 tỷ rồi. Làm sao có thể đối đầu với Liên hiệp Âu Châu gồm 28 quốc gia, trong đó Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha với GDP xấp xỉ tương tự được? Đó là chưa kể trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả Hoa Kỳ với GDP là 19.390 tỷ đô la và dân số
là 325 triệu người. Bên ngoài thì gây chiến với toàn thể nhân loại văn minh, bên trong thì gây chiến với chính dân tộc mình. Đó là những trò hề nguy hiểm cho dân tộc họ. Lịch sử chắc chắn sẽ khắc ghi Putin và Tập Cận Bình là những tên hề lớn của thế kỷ. Các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam như Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng dĩ nhiên cũng sẽ được lịch sử khắc ghi là những tên hề tí hon của lịch sử. Không phải vì nước Việt Nam nhỏ, mà vì họ chưa bao giờ trưởng thành vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng và tư duy của các chủ nhân ông Trung Quốc như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình cả. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, sinh năm 1956, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2014 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnuoi@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt. Nam phương Đông, tổ quốc chúng ta anh hùng, ta đưa đau tranh thiên đường. Vì tình yêu.